hello xin chào chị nhà tư chúng ta trở lại với kênh nhà quay channel hôm nay là phiên giao dịch đầu tuần ngày 15 tháng 1 một phiên giao dịch rất là cưa chân bàn rất là chán nản khi mà cái thanh khoản nó rất thấp mở cửa ra với một cái số thông tin nhạy cảm trong tuần trước thứ sáu được đính chính lại là không có vấn đề sáng nay các cụ các anh chị chúng ta đều thấy cụ đi đi họp đường bình thường phải không nhưng mà quan trọng đó là gì nhưng mà sau đó thị trường chúng ta nó tăng lên xong thì nó nó rung lắc nó chán nản và hành khoản nó hấp dần sau đó bắt đầu nó cưa chân bàn cho tới hết phiên luôn thậm chí là tới phút cuối là thị trường bắt đầu bị bán háo xuống ở một số cổ phiếu như là gì như là SSI như là EB như là ACB VBank thì trong cái trạng thái như thế này, chúng ta sẽ giao dịch như thế nào trong những cái phiên giao dịch kế tiếp của một cái tuần đáo hạn phái sinh. Không? Hành động lúc này là như thế nào? Thì trong cái bản tin tối hôm nay, qua sẽ đưa đến anh chị những cái góc nhìn của mình, những cái điểm chúng ta cần chú ý để mà giao dịch cho nó hiệu quả trong cái giai đoạn cười chân bàn rất ức chế. Bán thì sao? Bán thì nó tăng và không bán thì để dâm hoài nha yeah. rồi thì nếu anh chị nhà tư chúng ta chưa bấm hết video chưa bấm đăng ký kênh thì nhớ bấm hết video và đăng ký kênh để hàng ngày ngay khi quan làm những cái video bản tin tối như thế này anh chị có thể lên coi và có thể là có thêm cái góc nhìn của mình về kỹ thuật anh chị nên nhớ giai đoạn hiện tại đúng anh chị rất chán nạn rất ức chế nhưng mà anh chị phải biết một điều là tất cả nhà tư trên thị trường này đều giống như anh chị hết dù anh chị có NAV vài triệu cho tới anh chị có NAV vài chục tỷ đi chăng nữa thì ai cũng như ai thôi tức là không có người nào chiến thắng trên cái thị trường này cả nha lưu ý nha tại vì sao tại vì anh chị coi thấy là gần như nếu anh chị không sở hữu cổ phiếu ngân hàng hoặc là các cái câu ngân hàng mà anh chị đua cao thì anh chị cũng lỗ rồi đó, tất cả đều như nhau thôi chúng ta cứ suy nghĩ là gì nhà đầu tư chúng ta hay nói với nhau là bây giờ ngân hàng sẽ điều chỉnh để anh chị để kéo midcap lên dòng tiền rút khỏi ngân hàng, midcap sẽ tăng kết quả hôm nay sao ngân hàng và midcap giảm chung ờ, tất cả cũng giảm hết đó nó thành ra là ai cũng như ai thôi đó. chúng ta chỉ có thể làm gì chúng ta chỉ có thể đi theo cái con nước này làm sao cho nó hợp lý để tồn tại qua được cái khúc này cái giai đoạn gì đáo hạn phải sinh cái tuần đáo hạn phái sinh này để qua từng sau thị trường nó bắt đầu ổn định lại và bắt đầu lên lại nha rồi thì đó là cái điểm đầu tiên muốn nói với anh chị nếu anh chị chưa nhớ là bấm đặt ký kênh của Quang. Nếu anh chị chưa có người tư vấn hợp lý, chưa có cái phương pháp đầu tư ok, cũng có thể cân nhắc chuyển về cùng đầu tư với Quang. Thì anh chị có thể liên hệ với số điện thoại Zalo của trà lý Như Hậu. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung hôm nay. Nội dung hôm nay sẽ có bốn phần như sau. Một là bối cảnh thị trường như cũ thôi. Thứ hai Quang sẽ giải thích lại một lần nữa về cái tung đáo hẹn phái sinh Ồ, diễn ra vào ngày 18 tháng 1 tức là tuần này á để cho chúng ta biết rõ là nó bị cái gì và thứ ba là gì hành động khi thị trường cưa chân bàn và thứ tư nha thứ tư là phân tích các mã trong danh mục của bên mình đang nắm giữ để cho anh chị nhà tư chúng ta có thể là gì an tâm và ngủ ngon hoặc là câu nào cần cắt lỗ hay chuẩn bị cắt nha nói chung là như vậy rồi chúng ta sẽ nhìn qua bối cảnh của thị trường là giao dịch với thanh khoản rất thấp chỉ có 1 phần 2 so với phiên thứ sáu tuần trước nguyên nhân vì sao anh chị biết mà thứ sáu tuần trước là nhà tư chúng ta bán tháo rất mạnh ví dụ ở đây anh chị hãy cổ phiếu phát đạt thứ sáu tuần trước có phải bán háo ra không? bán háo ra háo chạy khỏi thị trường háo chạy khỏi cổ phiếu là thanh khoản nó bùng nổ hay là công việc cổ đất xanh chẳng hạn đây anh chị thấy thứ sáu tuần trước bán háo không bán háo bán háo quá trời luôn thanh khoản chạy ra là tới tận bao nhiêu triệu cổ phiếu tận 25 triệu cổ phiếu cổ phiếu kế tiếp là công việc công đi gờ. Thứ sáu tuần trước bán háo ra là bao nhiêu triệu cổ phiếu, bao nhiêu triệu, 30 triệu cổ phiếu bị bán háo ra trong tuần trước thứ sáu do cái thông tin của cái ai đó đi đồn, thông tin nhạy cảm anh chị đều biết mà, đó thì đồn ra bán háo, bán quá trời bán luôn. À, rồi hôm nay sao hôm nay mở cửa ra thấy cái tin đó không có vấn đề phải không không có vấn đề nhưng mà bây giờ cũng đâu mua lại được tại vì sáng mở cửa tăng quá trời mà sao dám mua phải không nhà tư chúng ta sẽ không dám mua mà chúng ta hãy gấp ấp mở ra chúng ta chỉ giữ hoặc là chúng ta bán thêm thế là sao thế là cả ngày nó cứ rơi 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 mà anh chị cứ tưởng tượng ra chúng ta là nhà tư nhỏ lẻ thì chúng ta chỉ hít giao dịch khi nào chúng ta chỉ hít giao dịch khi thị trường kéo thôi chúng ta chỉ hít giao dịch khi thị trường tăng thôi nhưng mà hôm nay nó lại giảm không ông nói là giảm không thì dẫn đến nhà đầu tư chúng ta đâu có dám mua bán gì đâu mà không dám mua bán thì hành khoản nó sẽ bé và lúc đó thì sao cá mập nó bắt đầu nó đảo cái vị thế f 1 qua f 2 của gì của đáo hàng phái sinh nha của đáo hàng phái sinh thì nó sẽ đi đến cây kế tiếp á mà trước khi đi đến cây kế tiếp thì qua sẽ nói thêm về thị trường nữa đó là cái thị trường chúng ta đang xe quay trên đây à, vùng quả mua đây là vùng quả mua khẳng định với anh chị là vùng quả mua với hành khoản rất thấp thì đây chúng ta sẽ nói về cái ý thanh khoản trước đó là cái ý thanh khoản này nè nó hấp như thế này thì theo anh chị nó có phân phối hàng được cho anh chị nhà tư chúng ta không khi chúng ta không dám mua bản thân anh chị tự suy nghĩ lại bản thân mình đi có phải là mình chỉ cố gắng mình quan sát trong phiên hôm nay không đa phần nhà tư chúng ta sẽ quan sát và tới chiều thì đa phần anh chị đều muốn bán chứ anh chị không muốn mua số lượng câu hỏi anh chị khách hàng nhắn tin họ quan là bây giờ bán không em rất là nhiều chứ cái việc hỏi mua thì không nhiều mà đa phần nếu hỏi mua thì anh chị cũng sẽ kê giá rất thấp chứ anh chị sẽ không cố gắng mua giá cao trong phiên hôm nay có đúng vậy không ờ, cái việc mà hưng phấn để đua lại là không có trong phiên hôm nay ờ, phiên hôm trước thì ra cũng giống vậy thôi tức là nhà tư chúng ta đang bắt đầu gì hoài nghi và nghi ngờ trên đây mà anh chị cứ tưởng tượng á nếu cái thị trường nó hoài nghi và nó nghi ngờ như vậy thì làm sao nó có thể sập mạnh được ừ, làm sao nó có thể sập mạnh được và làm sao nó có thể phân phối cho anh chị được À, phân phối hàng, tại vì ví dụ qua cho anh chị mình coi những cái con như Visa đi Thật ra hôm nay giảm như thế này đúng là giảm nhiều à, Nó sẽ mất về cái giá trị nó rất là nhiều là 2,4% Nhưng mà anh chị coi cái khối lượng hôm nay anh chị có nhiều đây thôi, khoảng 4 triệu thôi Nó không hề kích thích anh chị gì, hưng phấn vào Thì cái việc ở đây nó rụng xuống thì chúng ta đánh giá là cũng bình thường thôi Nhưng mà chủ yếu là sao? Chủ yếu là chúng ta ức chế, chúng ta bực mình, à, chúng ta khó chịu đó oh, đây là một cái điểm khác nữa đó là con BBD Ngoài cho anh chị mình coi con BBD nè Lúc mà nó rơi ở đây anh chị thấy nó cũng rơi thịt phải không Nó cũng rơi thịt tới cái cây cuối cùng nhào tư Không chịu nổi cắt lộ cắt xong đây nó hồi oh, Cắt xong đây nó hồi đó Thì cái thanh khoản hấp á đó, đó, Thì hiện tại chúng ta cũng đang bị dính vào cái trạng thái y thịt vậy Đó thì gần như là qua đánh giá là Với cái thanh khoản hấp này nó tốt Chứ nó cũng không phải là xấu đâu đó, Nó tốt chứ không phải là xấu rồi cái điểm kế tiếp thì theo quy tắc qua có hay nói với anh chị thì đó là thị trường chúng ta đang trong cái tầng đáo hạn phái sinh và đang trong cái thế gì? Thế vùng quả mua nha, cái thế vùng quả mua cái câu này quan hay nói với anh chị ở cái khúc ngày nay bắt đầu từ cái ngày này và đã cảnh báo chị về cái câu là vùng quả mua rồi khi rồi ai nó chạm 71 tại cái điểm này mở cái gấp up trên đỉnh là hoặc là cảnh báo anh chị thị trường nó đủ ro không được đua lệnh phải không thì đó thì khi nó ở vào vùng quá mua thì bắt buộc nó phải có những cái gì nó vẫn có những cái sự điều chỉnh rệt ai sự điều chỉnh về giá khối lượng xuống để anh chi để nó ép nhào tư đi ra và nó hồi lên nó đánh tiếp những cái dòng kế thì cái chỗ này quả đánh giá nó đánh chỗ này nè sẽ tương tự cái vùng nào sẽ tương tự cái vùng ngày này à, cái vùng ngày này nè chị thấy không khi thị trường bắt đầu tăng lên mạnh Như cái nhịp này thì RSI ai nó cũng đạt rất là cao thì khi RSI ai nó đạt rất là cao thì nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh xuống phải không để bắt đầu gì cân bằng lại cái bon ben là cái cạnh gì cạnh đứt đứt ở trên và cái cạnh đứt đứt ở bên dưới á nó phải kéo cái cạnh đứt đứt lên không? kéo cái cạnh này lên để bắt đầu siết cung lại cho một tháng mới đó thì bây giờ anh chị thấy bên đây nó cũng bắt đầu kéo cái cạnh dưới này lên nè anh chị không và cạnh trên nó vẫn chưa siết lại tức là nó vẫn có một cái dư địa là từ đây chạy tiếp lên đó đó là cái điểm mong nói với anh chị đúng không thì nó sẽ liên quan tới cái gì nó sẽ liên quan tới cái đáo hạn phái sinh đáo hạn phái sinh này đáo hạn phái sinh tầng đáo hạn phái sinh thì đáo hạn phái sinh là gì thì cái tầng đáo hạn phái sinh thì cái quy lực nó đúng không? thì đầu tiên nó ảnh hưởng như thế nào lên cái thị trường của chúng ta thì anh chị phải biết là cái đáo hạn phái sinh à, cái này thì để nó nhắc lại một lần đó là cái đáo hạn phái sinh này đợt trước qua giải hết anh chị rồi thấy không? từng rồi qua giải hết rồi từng này qua giải hết lại nha Từng này là qua giải hết lại để anh chị mình hiểu rõ hơn hoặc là ai chưa nghe thì nghe lại thôi đó là cái phái sinh của chúng ta là gì là vin 30 f1 minh phải không là đây nè qua gõ chữ vin 30 cho anh chị coi thì cái hợp đồng mà chúng ta đang giao dịch hiện tại đang chuẩn bị kết thúc vào ngày 18 tháng 1 là gì là hợp đồng tương lai Vin 30 F1 M. Anh chị thấy chỗ này hợp đồng tương lai Vin 30 F1 M. Mà cái hợp đồng F1 M nó chỉ kéo dài trong đúng một tháng thôi. và đúng một tháng. Nó sẽ kéo dài từ thứ 5, thứ 6, thứ 6 nha. Ngày thứ 6 tầng 3. Ngày thứ 6 tầng 3 cho tới thứ 5. Thứ 5 tầng 3 của tháng kế tiếp. Đó thì bây giờ cái hợp đồng này nè. Nó sẽ kết thúc vào thứ 5 tầng này. Và cả hôm tháng trước á. Thì nhà tư nước ngoài nó gom trong đây khoảng 25 tới 30 ngàn hợp vị hay lo. Nó gom trong đây và nó là có cái biên độ lợi nhận rất lớn nó mua dưới đây nè anh chị nó mua dưới đây nó mua khúc này nè và lên trên đây nè nó đang làm gì nó đang phải hót những cái vị thế này ra tức là nó đang chốt lời đó. nó đang chốt lời những cái vị thế này ra thì anh chị biết là khi nó bắt đầu nó chốt lời thì nó phải làm gì nó đang cầm lon nó muốn chốt lời thì nó phải sọt xuống nó phải đánh xuống nó phải sọt 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 xuống thì khi nó sọt xuống thì sao thì cái thị trường mình nó sẽ rung lắc nó cái thị trường mình sẽ rung lắc những cái nhịp mà kéo trong phiên á nó phải bị đạp xuống tại vì sao tại vì cá mập nước ngoài nó đang hót ra và khi nó hót ra nó sẽ làm gì nó sẽ đảo qua cái hợp đồng 2 m 2M là cái hợp đồng sẽ bắt đầu được tính vào ngày bắt đầu và chuyển lên thành 1M vào ngày 10 mười mấy 10, 19 tháng 1 tức là thứ sáu tuần này. Sau khi đáo hạn phái sinh thì cái 1M trên đây nè nó sẽ biến mất, nó sẽ tất toán ra. Rồi cái 2M này sẽ chuyển thành 1M và bắt đầu tính thành hành án mới. Đó thì nó sẽ thành cái hiện tượng này. Đây cái hiện tượng này nè là đây là khối lượng của ngày hôm nay. Anh chị thấy hôm nay nó hót bao nhiêu? Nó hót 2.000 vị thế. xong. Uh, long ở trong phiên là tức là nó sọt 2.000 và nó vào F2 là bao nhiêu là 3.400 à, đây thì qua trong cái bài viết review hôm qua con có cho anh chị mình coi bài review nè bài review đang công khai cái này là của tháng trước nha vào ngày 19 tháng 12 nó hót 9.000 vị thế bao nhiêu F1 phải không đã chuyển 10.000 luôn là anh chị biết là một hợp đồng là bao nhiêu tiền và 10.000 hợp đồng là bao nhiêu tỷ đó bao nhiêu tỷ rất rất là khổng lồ đó thì nó có lời trong tháng trước phải không có lời trong tháng trước và bây giờ nó sao nó đang chốt lời và nó đang làm y hệt lại cái trạng thái đó và những cái lúc đó đó trong phiên chúng ta cái đầu thị phái sinh này nè nó trẻ trong phiên chúng ta sẽ có rất nhiều lần thị trường chúng ta nó buôn lên nó kéo anh nè chị không nè đây là cái chạc gì phái sinh 5 phút nha phái sinh 5 phút phái sinh 5 phút đây đây là cái chạc phái sinh 5 phút thì trong phiên á, nó sẽ liên tục có những cái nhịp nó kéo lên như thế này để làm chi để nó nó sọt xuống nó phải kéo lon lên Ừ, nó phải lon lên thì nó mới hót gì? Nó mới hót cái vị thế lon ra được bằng cách nó sọt xuống. Đó thì anh chị thấy là những cái nhịp kéo trong phiên đa phần là pha. bởi gì pha ke hết phải không? Tức là bull tráp hết đó. Để anh chị để nó hót ra. Và hôm nay nó hót anh chị thấy là 2 000 đó. Và lúc đó thì sao? Nó sẽ bắt đầu nó mua bên kia. Thì nó sẽ dẫn đến cái trạng thái thị trường mình là cứ đi lên. Sau đó bị rơi, cứ đi lên, bị rơi Thì trong cái chiến lược đầu tư Qua có nhắc với anh chị Ở hôm qua trong cái bài viết review này nè Qua nói với anh chị là gì không được đua là được không được đua lệnh trong giai đoạn này không không được đua lệnh đó muốn mua thì chỉ canh hấp thôi đừng có đua làm gì tại vì khi anh chị đua kiểu gì nó cũng sẽ đạp xuống kiểu gì một tí nữa thị trường chúng ta nó sao nó lên cao nước ngoài nó bắt đầu nó chốt ra rơi xuống đó thì cái đó là cái mà quả giải thích với anh chị về cái quy luật đấu hạn phái sinh sự tác động không còn tác động như thế nào thì đơn giản thôi khi phái sinh đạp cơ sở sẽ rơi à, kiểu gì cũng sẽ rơi vì sao vì phái sinh là tương lai của phim 30 f 1 VIN30. Mà VIN30 là gì? Là 30 cổ phiếu hàng đầu Việt Nam, cái rổ chỉ số hàng đầu Việt Nam. Và nếu cái rổ chỉ số đó có biến động, thì tự động gì cả thị trường cũng sẽ biến động rất lớn. Thông thường là từ 5 tới 10 phút sẽ có ảnh hưởng vào ngay lập tức. Đó thì cái này là qua chỉ nhắc lại thôi nha. Về cái đáo hạn phái sinh để anh chị mình hiểu rõ, nha hiểu rõ cái vấn đề đó. Tiếp theo cái, okay. cái tiếp mà muốn nói với anh chị ở đây là gì? Hành động khi thị trường nó cưa chân bàn này. Đó, cái hành động gì bây giờ lúc này? thì hành động khi thị trường chưa trong bàn chúng ta cần phải làm gì kiểm soát chặt cái danh mục cá nhân của anh chị Đúng không bây giờ anh chị mới thấy cái việc là nếu anh chị giữ mười mấy hai chục mã trở lên thì nó cực cỡ nào không? nó rất là cực thì chúng ta nên giữ cái số nào mà chúng ta có thể quản lý được đó sau đó chúng ta kiểm soát chặt nó bằng các cái điểm hỗ trợ các cái điểm kháng cự hoặc là cái giá vốn của mình để mình nhớ rõ là khi nào nó gì nó vi phạm ví dụ là lưu ý cái gì lưu ý cái hỗ trợ nè phải đặc biệt lưu ý nếu nó vi phạm thì chúng ta phải cho phải hạ bớt cái tỷ trọng mình xuống ví dụ anh chị thấy những cái con như ghép nè đó ừ, những con như ghép bây giờ anh chị suy nghĩ lại đi hôm đó chúng ta cắt nó ở đây đúng hay sao không? Ừ, khi nó vi phạm thì chúng ta có thể bán hoặc là chúng ta cho cơ hội xong chúng ta cũng phải bán bớt tỷ trọng xuống thì chúng ta sẽ đỡ được cái lúc này đó ừ, cái lúc này là xuống đây bây giờ bán được không rõ ràng bây giờ ở đây anh chị bán rất dễ ngay đây ừ, rất dễ ngay đấy với khối lượng bé nhưng nếu anh chị không bán có hệ nó dẫn sẽ rơi tiếp tức là nó ép chúng ta vào cái thế rất rất là khó khăn là bây giờ lên cũng không xong mà xuống cũng chả được đó lên cũng không xong mà xuống cũng chả được đó mà bây giờ không xuống thì nó lại lỗ tim đó à, nó lại hậu hiêm nó thành ra chúng ta cần phải lưu ý cái hỗ trợ nếu lỡ cổ phiếu nó vi phạm thì chúng ta phải có sự gì sự quyết đoán à, sự quyết đoán là hạ bớt dù biết là chúng ta đang cưa chân cưa chân bàn nhưng mà chúng ta nhìn lại những cái con khác đi rất là nhiều ví dụ ví dụ như ghét nè bây giờ chưa thấy hồi thì trước mắt cứ bây giờ cứ nói như vậy đi hdc nè chị thấy không không cắt sớm từ trên đây đợt cho chúng ta cắt nó ở đây phải không không cắt sớm từ trên đây bây giờ có phải rất là hãm với đâu đúng rơi toàn là không có khối lượng mà rơi hoài đâu biết chừng nào nó dừng rơi đâu không hề biết được nha nó thành ra trong đầu tư á thì cái việc đầu tiên là kỷ lục để tồn tại qua được những cái giai đoạn này những cái giai đoạn gì gần như ai cũng như ai ai cũng lỗ như ai thôi nhưng mà không tồn tại qua được giai đoạn này mà anh chị nghĩ á thì giai đoạn sau nó tăng á chúng ta làm sao chúng ta lại nói chứng nó lừa không nó lại nói chứng nó lừa nó dụ chúng ta à, nhưng mà rõ ràng nếu mà bây giờ chúng ta mất một hàng trăm một hàng trăm ba bốn năm trăm gì đó thì ok nhưng mà qua cái giai đoạn sau chúng ta lợi lợi mì mấy hay chục trăm lợi một phát một chúng ta lấy là hết chứ là chúng ta vẫn tồn tại được với nó còn nếu mà chúng ta gì không cắt lỡ nó rơi hoài à, lỗ quá nặng thêm mấy ba chùng trăm là chúng ta lại dính dòng giống như năm 2022 chẳng hạn hoặc là chúng ta cắt xong chúng ta nghĩ luôn thì nó lại càng giống như vậy nữa đó là gì lúc nó tăng lên lại thì người khác ăn mà chúng ta lộ. Hả? tới chừng mà lúc chúng ta nghĩ là nó ok rồi, nó tốt rồi, chúng ta nhảy vào chúng ta mua lại là chúng ta to. đó là trường hợp của đất xanh. À, không phải đất xanh bây giờ đâu mà là đất xanh ở đâu chị biết không? là mà đất xanh ở đây nè cái giai đoạn đó quan nhớ rất rõ có vài khách hàng nhắn tin với quan là khúc ngay đây bao kêu anh chị đã mua đi à, thị trường đúng là nó chán thiệt nó mới rơi mạnh nè chị thấy không rất là chán luôn nhưng mà anh chị qua nói với anh chị là đó ok thì thôi chúng ta cứ mua sai chúng ta cắt lỗ nhưng anh chị không chấp nhận anh chị nói là thị trường bây giờ không ok thì thôi tôi không đầu tư đó, tôi rút lô luôn tôi ngồi tôi quan sát sau tới chừng nó lên trên đây nè À, mình kêu là thôi đừng có mua rủi ro lắm thì anh chị nói là gì thị trường bây giờ đã ok rồi tức là chúng ta bỏ qua cái giai đoạn tăng lúc mà giai đoạn tăng chúng ta lại rút lui chúng ta nghỉ chúng ta ngồi chờ ok thì tới chừng đó ok là anh chị đi bùi à, nè chị không tới chừng ok chị đi bùi thêm tập hai đó nó thành ra nói chung á là thị trường này bây giờ ai cũng như ai thôi thì chúng ta phải gì phải kỷ luật à, phải kỷ luật phải gì phải quyết đoán kỹ lực quyết đoán và cố gắng tồn tại qua nên qua đánh giá là tuần này nó rung lắc như vậy thì qua tuần sau nó lại ổn thôi hoặc là cuối tuần nó là bắt đầu ổn lại thôi sau khi đáo hạn xong à, và cái máy đây nó rủ xuống đây đẹp thì nó lại chạy tiếp thôi à, tại vì thanh khoản rất là bé nha thanh khoản rất là bé thì cái đó là cái điểm của nó về cái hành động ở khúc này nhưng mà sao chúng ta không được hưng phấn và tiêu cực hưng phấn ở đây là gì tiêu cực ở đây là gì đơn giản và ví dụ cho anh chị một số cái trường hợp uh, tiêu biểu nha ví dụ tng đi anh chị thấy bây giờ xuống tới đây nè hả thì hưng phấn là khi nào là có phải nó bùng nổ red out vượt đỉnh không thì đây có phải là điểm hưng phấn không hưng phấn không chắc chắn hưng phấn rồi và hưng phấn thì ăn bô chúng ta đã biết là gì thị trường đang đi tới cái giai đoạn đáo hàng phái sinh là cái giai đoạn nó đảo f 1 qua em ha là cứ kéo lên nó bị bán xuống vậy thì việc gì phải đua lại đó việc gì phải đua lại Mà đua vào cái là lũ liền đó và xuống tới đây chịu không nổi bán ra bán ra câu chừng nó lên lại đó ví dụ vậy thì chúng ta không được hưng phấn chúng ta không được tiêu cực ờ, nó kéo thì ok có hàng sẵn thì ok ví dụ hôm nay nhiều khách hàng hỏi quan, mua qua mua quá đến ai lắm à, nhiều khách hàng trong phiên anh chị mà coi video này cũng quan chắc anh chị cũng biết là anh chị có hỏi qua mà phải không thì nhiều anh chị hỏi qua là mua đến ai được không em giá trên đây nè hồi sáng đây nè qua tất cả khách hàng đã qua đều trả lời với khách hàng đó một cái điểm đó là gì anh chị đừng có đua mua trên đây anh chị đừng đua là không? anh chị muốn mua thì chị xuống canh xuống 333 333 bốn gì đó tính ra giờ nó về 33 cũng hơi hơi hẻo đó. nhưng mà ít nhất chúng ta mua 333 334 thì bây giờ nó 33 chúng ta chỉ lỗ nhẹ có một phần trăm thôi Còn nếu chúng ta đua lệnh cái giá sáng nay là 34 thì bây giờ chúng ta lỗ bao nhiêu phần trăm lỗ gần 300 rồi tại sáng nó giá xanh mà không giá xanh này bây giờ lỗ 300 rồi Nói chung là không đua là nói chung là thị trường này muốn thì mua hấp muốn thì mua hấp muốn thì kê gom hấp và thăm dò sẵn coi nó có lên được hay không còn không lên được thì ok chúng ta cũng lỗ ít gọi là chỉ hòa vốn chứ không được đua lệnh vì sao vì đua lại là to à, thị trường này đó ra, anh chỉ thấy cái đua lại là to đua lại là to đó đó là hưng phấn rồi tiêu cực là gì đó là bây giờ chán nạn quá ức chế quá sao nó không lên vậy thị trường nó như vậy sao nó kỳ quá vậy sao em nói nó ok mà nó không lên thật ra bây giờ chúng ta coi lại toàn bộ cái thị trường này nó đều giống nhau hết thì đừng có tiêu cực, à, không nên tiêu cực ở thị trường này. Tại vì nếu mà anh chị đại đa số chúng ta cùng tiêu cực á, thì cái đó có phải là cái mục tiêu của tất cả của gì? Của cá mập không? Tại vì cá mập, có quyền lợi thì sao? Cá mập và nhỏ lẻ, đám đông, hả? thì bây giờ đám đông tiêu cực, cá mập đang vui. Ngược lại gì? Đám đông hưng phấn thì cá mập sao? Cá mập bán ra, ví dụ vậy, vì bây giờ đang mua chẳng hạn. Đó nói chung đó là chúng ta tiêu cực đôi khi nó cũng là cái chỉ báo để cho thấy cho thấy là gì nhà đầu tư hết dám vào thị trường và nó lại tăng trong những giờ tiếp thì sao nói chung đó là chúng ta đặt ra kỷ luật thôi ví dụ như con uh, ai hôm nay cho như nó đạp nó đạp cái gì nó đạp uh, atc đi không bán kịp thì ok mình dời cái stop loss xuống 32.5 chẳng hạn qua là 32 đúng không thì xuống đây lũng thì mình bán qua là 32 luôn cho dễ tại vì giá 32 sẽ là cái giá lũng toàn bộ luôn rồi thì ok lũng 32 cắt lỗ tức là chúng ta chấp nhận lỗ khoảng bao nhiêu trăm từ trên đây xuống đây lỗ khoảng nhiêu 5 phần trăm không? 100 triệu lỗ 500 là lỗ 5 triệu. Đó, ví dụ như vậy thì vốn lớn thì lỗ nhiều, vốn ít thì nhỏ lỗ ít. Đó thì cái vốn nằm ngay khoảng qua đây. Đó thì từ đây xuống đây lỗ khoảng 5 trăm chấp nhận, sai thì cắt. Còn nếu không sai nó xuống đây thì ok cứ kệ à, nè tại vì anh chị để ý nha. Cây này đạp nè. Ồ anh chị thấy cây này nè, rơi nè. Hồi nè, rơi nè, rơi nè cũng rơi tiếp khối lượng hấp nè, nó xong nó dẫn lên đó, phải không? Hay là tiếp tục anh chị nhìn ở đâu? Anh chị nhìn ở bên đây nè. Anh chị thấy những cái nhịp mà đã đi lên dưới đây nè, đi lên nè. Hiếu gì cây đạp phải không? Hiếu gì cây đạp đóng cửa hấp nhất phiên có cây âm 400 luôn nó thành ra chúng ta không thể khẳng định nó đúng hay sai chỉ nó sai thì cắt còn nó không sai thì chúng ta giữ rồi đó là cái điểm kế tiếp qua muốn nói với anh chị về cái hành động khi chúng ta à, thị trường nó cười chân bàn này nói chung là, là kiềm chế cái cảm xúc lại rồi tiếp tục vấn đề cuối cùng chúng ta nói ở đây đó là phân tích các cổ phiếu trong danh mục nói chung là danh mục rất là hãm hơn nói chung là ai cũng vậy thôi nhà đầu tư nào cũng vậy nhưng mà nếu anh chị đánh đúng cái tỷ trọng danh mục bộ ăn khuyến nghị cho anh chị hãm ra qua à, dẫn hay nói với anh chị là trong cái bài review này qua cũng có nói anh chị đó là gì 50% ngân hàng 50% mid cap nhằm tối ưu các đợt tăng thì gần như qua đánh giá anh chị đợt này anh chị cũng chỉ hòa vốn thôi qua là anh chị vẫn còn lại ví dụ danh mục qua vẫn lại bình thường mà có lỗ đâu đó nói chung là chúng ta đã tân hữu cái nguyên tắc là 50 trăm uh, ngân hàng do ngân hàng có sống à, đây qua nói với anh chị hiểu một cái điểm nha ví dụ anh chị nói ngân hàng dòng tiền nó hot ra thật sự nếu anh chị coi thử nha Vietcombank đi qua cho anh chị mình coi công việc công ban ở nay nó vẫn tăng mà ở hôm nay là ngày 15 tháng 1 vẫn tăng mà vậy chúng ta coi con STB đi anh chị thấy hôm nay đỏ đi anh chị thấy khối lượng nó bé tẹo nó vào tiền nó vào nó vào mấy ngàn tỷ <laughs> nó vào mấy ngàn tỷ mà tiền nó đi ra nó đi ra có một hai trăm tỷ thôi thì anh chị nghĩ nó có nó có nó xấu không nó có phân phối không mà giá là không có vấn đề bình thường thôi chỉ là nó đang rung lắc thôi shb cũng vậy nè chị không ra đây đi vô quá trời mới bán con cây mình chạy mất thì còn gì là đánh trung hạn không đó thì cái đó nó hiếm thôi rồi chúng ta sẽ nói về phân tích các cổ phiếu trong danh mục thì anh chị đang coi tới đây nếu anh chị chưa bấm đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký kênh giúp quan cảm ơn nếu anh chị cần tư vấn hướng dẫn thêm hoặc là chuyển về cộng đồng tư với Quang thì có thể liên hệ trực tiếp với trợ lý Như Hảo số điện thoại Zalo trên trên đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau sau khi thị trường kết thúc đáo hạn phái sinh và nó bước vào chu kỳ mới nha, à, đáo hạn phái sinh. Còn nếu chị muốn theo dõi thêm cái đáo hạn phái sinh nên những cái gì liên quan tới phái sinh mà Quang vẫn cập nhật cho khách Minh Quang hàng ngày trên đây nè chị thấy không? Và cập nhật liên tục cái đồ thị để cho khách hàng mình biết và coi cái thị trường này nó như thế nào ha. À, à, coi như thế nào và phải lưu ý điều gì đó nói chung là nhìn đồ thị nên chị sẽ biết hết khi nào thị trường chuẩn bị hồi là nó có báo hết luôn á rồi thì tiếp tục chúng ta sẽ nói đến cái gì đó là các cổ phiếu trong danh mục bên mình đầu tiên con đầu tiên đó là cổ phiếu đất xanh thì đất xanh bây giờ hôm nay có cây rũ xuống khối lượng hấp thì hôm nay qua chưa kêu chị mình bán tại vì cây đã bị đạp trong atc mà trước atc anh chị biết đất xanh mà đang hâm chiếu hơn nên thành ra câu này đúng là đang gãy trend nhưng mà sao nhưng mà nó chưa gãy quá mạnh thì chúng ta chấp nhận là có thể lỗ nhẹ khi nó mất 18.2 chẳng hạn, đó à, 18.2 hoặc là 18.0, đó là lũng cái đáy dưới đây luôn nè và bắt đầu mở bone band ra thì chúng ta sẽ bắt đầu cắt lộ. Còn nếu mà nó không lũng thì đây qua đánh giá những cái cây này nè, nó giống vậy không? Ví dụ chị thấy cây này hồi không? Cây này hồi rất mạnh nha. Bữa sau nó rơi lại khối lượng có tí xíu luôn nè. Anh chị thấy không? Khối lượng rơi lại có tí xíu thôi thì có khi nó lại lên tiếp được bình thường. Nó thành ra ở đây thì nó lụng hỗ trợ chúng ta cắt lỗ. Còn nếu mà nó không lụng hỗ trợ thì thôi gán cầm đi để coi nó có lên lại được không. Nha, chứ nó đánh như thế này thì quan nghĩ là người muốn mua chắc còn không dám mua đâu. Chỉ có là bây giờ đang giữ có cắt hay không thôi. Ở còn bây giờ điểm mua thì qua chưa có báo anh chị tại vì khi nào nó lên trên đây được nè. Nó sẽ gặp lại những nhà tư mua cái cây out tức là cái cây đu đỉnh á, cái cây này anh chị nhớ được đó kêu anh chị mình chút lời không? đó thì lên đây thì người ta chúc lời chứ người ta không mua nhưng mà nếu anh chị mình đua lệnh á thì anh chị đang lỗ thì đang lỗ ở trên đây thì bây giờ khi nó hồi lên nó sẽ gặp kháng cự tức là những nhà tư đang lỗ người ta sẽ bắt đầu che bán xuống thì bán xuống nó sẽ có hỗ trợ là đám mây thì khi có đám mây hỗ trợ thì nó sẽ tích lũy vài phiên nếu tích lũy đẹp nó mới ra được cái điểm mua mới tức là ở đây qua đây giải hết một con này thì những con sao nó cũng tương tự đó là phải xác nhận được như vậy chúng ta mới mua mới còn trong cái trường hợp này thì chúng ta chỉ dự và coi nó có gãy không để cắt lỗ thôi à, cắt lỗ thôi tiếp tục là con đi gần tương tự thôi đâu khác gì đâu hả tương tự thôi không khác gì nên là anh chị thấy nè đây nè cũng là hồi lên khối lượng lớn nè bữa sau nó vẫn rơi tiếp bình thường đó bữa sau nó vẫn rơi tiếp và chúng ta bán hảo chúng ta nghĩ nó xong rồi chúng ta bán bán sống hồi nguyên pha nguyên pha pha luôn nếu anh chị để ý, cái pha này nó hồi là bao nhiêu trăm mười sáu trăm đó và trong cái pha này gần như không ai dám đầu tư đơn giản thôi vì rồi mới rơi quá trời, đây sao dám mua và đây cũng tương tự thì cái điểm con này nó gần hơn con gì còn kia một tí đó là cái giá 25.8 nha Là cái đường MA50 ở đây nè chị thấy không là cũng là cái đáy bên đây luôn nè Nếu nó lũng ở đây chúng ta tạm hạ 1 phần 2 Còn nếu nó mất là cái giá vốn mình đã, đang ở đây luôn Giá vốn nè Ở thì nó mất ở đây hạ 1 phần 2 Còn nếu nó không mất cái giá đó thì bình thường Nó tiếp tục mất cái giá đáy là khoảng là 25 đi Thì chúng ta cắt hết à, Chấp nhận là cắt lỗ nha Chấp nhận là cắt lỗ Đầu tư thì có lời thì sẽ có lỗ rồi tiếp tục là Đạt Phương, Đạt Phương hôm nay qua cũng định báo anh chị mình bán, kết quả anh chị thấy nó đóng cửa được trên 38 không? Tức là định báo nhưng khối lượng quá bé thì qua không có kêu bán. Tức là cặp nến thì nhìn rất rất xấu nhưng thật ra cổ phiếu không rơi nhiều. Cổ phiếu vẫn đang đứng lại thì chúng ta sẽ canh nó quanh cái giá khoảng là sáu, 37.6 37.7 37, nếu nó lũng mở biên thì đây chúng ta cắt lỗ còn không thì 1 2 3 4 5 6 phiên rồi thì tỷ lệ nó hồi lại lại 3940 khá là cao thì chúng ta sẽ chờ ở đây để quan sát coi nó ok thì nó sẽ nó đẹp hay nó xấu nếu nó xấu thì họ cắt lỗ còn nếu là nó ok thì chúng ta cứ giữ bình hơn rồi tiếp tục CAI hôm nay lũng xuống với khối lượng bé hơn thì nói chung thị trường nó đạp ATC con nào trả đi thì con CAI ai cũng giống vậy thôi đây là trend anh chị thấy không thì mai nó về lại cái điểm hỗ trợ nó ở đây thì qua sẽ quan sát quan cái giá 17 năm 17 ba với anh chị nếu mà chỗ này mà nó thất bại chúng ta sẽ bán hòa bớt một phần hàng năm còn nếu mà nó ok nó giật lên lại thì chờ nó tích lũy lại để cho nhịp sau à, qua sẽ báo anh chị mình mua sau tiếp tục cổ phiếu kế tiếp là cổ tiên phong banh thì con này cũng không có gì quá nhiều anh chị thấy nè đánh thì tiền vào rất lớn hơn mà đi ra thì tiền có tí xíu rồi. tiền hôm nay là chỉ có 6 triệu chín cổ hót ra thôi hôm qua nó còn kéo lên là 18 triệu mấy đó mà hôm nay nó hót ra có 6 triệu chín thôi nó thành ra qua đánh giá cái trạng thái mà có cây rũ này là bình thường Anh chị mình có cứ cầm, nó có cứ nắm bình thường thôi Còn nếu anh chị mình muốn mua hiếm á à, Anh chị mình muốn mua hiếm tiên phong banh sẽ có điểm mua cho anh chị Nếu ngày mai nó nhúng xuống quanh giá 18 Quanh cái vùng giá 18 ngay đây nè Thì anh chị có thể cân nhắc lấy hàng Hoặc là nó nhúng hiếm xuống 17, 8 thì lấy thêm Nói chung là con này rơi hấp xuống thì cứ canh lấy thôi xác sức nó bật lên lại 19 tới 20 rất cao tại vì dòng tiền nó đang vào đây là cổ phiếu của cổ phiếu vua mà à, vua là cổ phiếu vua là gì là cổ phiếu ngân hàng đó nha chứ không phải nó là vua nha cổ phiếu ngân hàng thôi ở bê tương tự thôi con này cũng không có gì để nói quá nhiều nếu anh chị mình bên quan là đã xác định nắm dài rồi nếu anh ra con này mình vẫn giữ nhưng mà nếu anh chị mình muốn mua thêm đi thì anh chị cân nhắc nếu nó nhúng xuống quanh cái vùng 120 hoặc 11 chín ở dưới đây nè thì đây là sẽ là cái vùng anh chị lấy hàng với kỳ vọng đặt sau là 13 để chốt tây cộng nha tức là chốt xong mua lại chứ không phải là chốt bán hết nha con này giá vốn ta rất đẹp ở đây thì có gì đâu phải ngại có gì đâu phải ngại rồi tiếp tục là ai rồi con này giờ sao thì cái con này điểm Trend nó đây nó chưa gãy trên thật ra con này qua đánh giá là giờ stop loss xuống giá 32 nha khi nào nó lũng 32 chúng ta cắt lỗ 1 phần 2 còn nếu nó không lũng giá 32 chúng ta cứ dự bình thường tính ra thì ở đất ai mất khá ít anh chị thấy là con CTS đi gãy còn kinh hơn phải không con này lên cao gãy còn kinh hơn hay là những cái con khác như FTS đi mấy con này gãy còn kinh hơn nè anh chị thấy không nó thành ra cái việc chúng ta cầm ở đất ai đầu ngành ở đây thì qua đánh giá là bình thường ha bình thường thôi mất 32 thì mình bán còn không mất thì với khối lượng bé này và đánh giá cũng không bán được bao nhiêu đâu thì chờ nó hồi lên tích lũy đẹp và sẽ báo anh chị mình mua thêm với kỳ vọng 3637 rồi tiếp tục là con BDR phát đạt hôm nay cũng giảm từ đầu phiên nhưng khối lượng rất bé hơn khối lượng rất bé thì con phát đạt này chúng ta sẽ stop loss nó tại là giá 26 nếu nó mắc 26 chúng ta bán hết còn nếu không mất thì xuống đây là hỗ trợ rồi thì chờ nó bật lên tích lũy lại và sẽ báo anh chị mình mua thêm tiếp tục là vi banh banh thì sao vi banh hôm nay cũng rủ rất là đau hơn khối lượng bé thì con này cái trend nó ở đây nè. Nếu anh chị mình muốn nhặt vi banh thì anh chị cân nhắc là quanh cái vùng chân tại giá 19.1, ngay 19 đây nè. Anh chị có thể lấy hàng một ít ở đây. Nói chung là về lại giá vốn á, thì quanh đây sẽ là cái giá anh chị nhặt. Nói chung là ở đây thì qua kỳ vọng là nó tích lũy đẹp thì kỳ vọng dịp sau là 20 năm nha. Nói chung là con này là gì? Cổ phiếu ngân hàng đánh trung hàng chứ không phải là đánh ngắn. Anh chị thấy nè tiền mua rất lớn, phải không? tiền mua rất lớn, tiền mua rất lớn, tiền mua xong nè anh chị thấy không? Có cây bán tháo liền, bán tháo liền cảm giác rất ghê nhưng bữa sao dẫn lên. Nói chung là mua thì mua rất lớn nhưng mà bán thì bán rất bé. Điểm chung của ngân hàng đó là gì? Đó người chị hãy đi vào chứ không hay đi ra. Thì việc đi vào không thì như thế này bình thường, chỉ là nó sẽ tạo trong ngắn hạn cho chúng ta cái sự hoài nghi giống như qua nói hồi nãy đó. Mở Blue G, Con này tính ra chúng ta đã gom hàng thành công 25%. 25% hoặc là hôm qua hôm bữa thứ sáu anh chị mình mua luôn 500 dưới đây, tức là hôm nay anh chị mình lời được khoảng 300. Đó à, là khoảng được 300 mở Blue G. Thì con này anh chị mình có hàng full tỷ trọng rồi. Hôm nay dòng tiền vào nè, thì chị tiếp tục nắm giữ giúp quan. Với kỳ vọng target đầu tiên là giá 46, chúng ta sẽ chốt 1 phần 3. rủ xuống chúng ta mua lại, tiếp tục target sau là 48, rủ xuống. Nói chung là cổ phiếu đánh trung hạn chứ không đánh ngăn nha. Thì mở lưu gờ, điểm mua đã chính xác. Tiếp tục là Masan. Điểm mua chúng ta là hai phiên vừa rồi, là phiên trên đây và phiên dưới đây. Tương tự mở lưu gờ, tại hai con này tư vấn giống nhau. Thì anh chị mình có hàng, tiếp tục nắm dự. Lụng 64, à, 60 mấy? 60, ở đây nha 63 nha lũng 63 là lũng cái chân nến này chúng ta cắt lộ còn nếu mà không lũng chân nến này thì chúng ta sẽ chờ nó tạo đáy qua đây anh chị có thể gom hàng với kỳ vọng là 70 tới 71 điểm chốt lại lần một cũng là đánh trung hàng thôi à, cũng là đánh trung hàng thôi rồi tiếp tục là con mời con cổ phiếu cuối cùng giá vốn gom ở đây hàng chưa về à lưu ý nha giá vốn gom ở đây hàng chưa về nếu hình trả hôm nay qua không có tư vấn thì chị mình bán được đáng lẽ hôm nay mình có thể bán 1 phần ba trên đây để rơi xuống mình mua lại nếu bây giờ mình không bán được thì ok ngày mai ngày mốt nó có nhúng mạnh nó sẽ báo chị mình gom gia tăng tỷ trọng với kỳ vọng đợt sau là 24 năm mình là lưu ý nha rồi thì đó là những cái target và cổ phiếu bên quang đang nắm giữ nói chung những cái con trùng và con ngân hàng là bên quang nắm dài hạn nắm trung hàng cho cái quý 1, ít nhất là quý 1 năm 2024 hoặc là gì hoặc là cho giai đoạn 2024 luôn do dòng tiền đang vào rất tốt với những con này còn nếu mà trừ khi nó vi phạm quá nặng cái stop loss thôi thì chúng ta mới cắt lỗ. Ví dụ như Masan đi, phải mất cái giá 63 thì mình mới cắt lỗ. Tức là đạp rất kinh á thì mình mới cắt lỗ, còn không thì mình sẽ nắm giữ bình thường nha, nắm giữ bình thường cho các nhịp rung lắc luôn. Không có vấn đề gì cả. Đó. Rồi thì còn những con khác thì nói chung là đánh bình thường, vi phạm thì bán thôi, cắt lỗ. Và cái stop loss cắt thì cũng gần. Rồi thì nói chung là đó là trạng thái thị trường hiện tại, một trạng thái thị trường mà ai cũng chán, ai cũng bức chế, ai cũng bực mình. nhưng mà chúng ta phải gán tồn tại qua Vết khúc bên đây có giống vậy không? khúc bên đây có giống vậy không khúc ngay đây có giống vậy không nhất là khúc ngay đây nè chị thấy khúc ngay đây không cái khúc này nè là cái khúc mà thị trường nó lên đỉnh á nó lên đỉnh á cái khúc ngay đây có phải lên đỉnh không một mùa ba có phải đỉnh không thị trường lên đỉnh mà ai cũng sợ thị trường lên đỉnh ai cũng chơi thị trường lên đỉnh ai cũng hoài nghi thế là tăng tiếp À, thì bây giờ y hệt vậy luôn lên trên đỉnh thì sao ai cũng sợ ai cũng chửi và ai cũng ức chế y hệt thì trời đó đánh ngộ lắm Tức là những cái lúc đó đó những cái lúc mà đáng lẽ con người ta chúng ta phải phân phát nhất thì đó là sợ à, thì đương nhiên qua đánh giá nhờ như vậy có thể nó sẽ tăng tiếp rất nói chung là suy luận tâm lý ngược không tí thôi à, nhưng mà quay nhớ lại những cái giai đoạn này đi Nhà tư chúng ta sùng lắm nói chung là sùng lắm sùng sùng dữ lắm sùng không có ai sợ đâu không có một người sợ luôn à, nói chung đó là quan điểm của quan nhưng mà vẫn phải tân thủ gì kỷ luật nha tuân thủ kỷ luật đầu tư sai thì thôi dẫn quan dẹp chạy bình thường rồi ok hôm nay các bạn tin tối tới đây thôi nếu anh chị nhà tư chúng ta chưa bấm hết video chưa bấm đăng ký kênh anh chị nhớ hết video và đăng ký kênh nếu anh chị cần tư vấn hỗ trợ thêm hoặc là chuyển về cùng đồng hành với team của quan thì có thể liên hệ với số điện thoại zalo của trợ lý như hào hy vọng có thể được đồng hành với anh chị chúc anh chị một buổi tối vui vẻ và mát mẻ bên gia đình xin chào anh chị nhà tư